Chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center nha. Thì hôm nay tiếp tục thì mình sẽ làm hai cái loại trống bongo. Thì hôm bữa mình có làm một cái loại trống bongo rồi, cái model của nó là LB601. Hôm nay mình sẽ làm hai cái model là LBA. Thì nó khác, nó thêm chữ A nha các bạn. Thì nó cao hơn hàng kia. Một cái là LBA601 và một cái là LBA601F. Thì đối với cái hàng mà LBA601 đó các bạn, thì bên mình có 5 màu đó, màu đất liêu A nè, màu S liêu nè, rồi màu R liêu, rồi màu SBC và một cái màu này nữa là cái màu đầy đúp đó. Thì hôm nay mình sẽ khui cái màu đầy đúp của cái hàng LBA601. Còn đối với cái hàng LBA mà 601F đó các bạn, nó chỉ có hai màu duy nhất, màu BK thì là một cái hàng màu đỏ và một hàng là màu đen đó. Thì mình sẽ là màu đỏ cho các bạn xem nha. Màu đỏ thì nó sơn bóng khá là đẹp luôn đó. Thì mình sẽ khui hai thằng ra để mình cho các bạn so sánh coi nó khác nhau như thế nào. Mình sẽ khui cái hàng LBA 601 DW trước nha các bạn. Đây, đối với mấy cái trống bongo mà các bạn mua bên mình á, cái thùng trong các bạn mở ra lúc nào nó cũng sẽ có cái cờ lê nó tặng cho các bạn. Thì hôm bữa cái clip kia mình đã cho các bạn coi cái cờ lê của nó là LB luôn, tên của cái hãng lên luôn. Các bạn nhìn nè, nó khá là đẹp luôn đó. Thì cái này để các bạn có thể thay mặt trống nè, căn chỉnh mặt trống nè, căn chỉnh cái độ căng của cái mặt á. Đẹp quá các bạn. Đây, cái màu này là cái màu DW đó, các bạn thấy nè, nó nhìn giống như màu rượu vang nha các bạn. Mình rất là thích mấy cái màu như thế này nha đó. Đây, nó cái viền, cái này là của nó là viền thép Cuba, cũng giống như cái hàng LB601 trước mình làm đó các bạn. Nó là viền thép đó, thì cái này là viền cái khung gỗ của nó khá là chắc tay luôn. Các bạn cho các bạn cờ lên, các bạn chỉnh cái mặt trống, các bạn tháo cái bàn tay mặt trống mà lỏng một cái lúc chắc là thì nó cũng là mặt da luôn đó. Một cái tum lớn, cái tum nhỏ đó, wow, khá là đẹp luôn. Thì trên mấy cái loại các bạn mua lúc nào ở trong cái này, nó cũng sẽ để cho các bạn một cái phiếu này, nó sẽ để cái model nè đó, rồi cái mã màu đó, khá là đẹp. Thì hàng này nó cũng xuất xứ tại Thái Lan nha các bạn. Thì cái thương hiệu LB là của Mỹ đó. Thì bây giờ mình sẽ khui cái hàng LBA601F coi nó khác nhau cái gì nha các bạn. Thì cái hàng kia nãy mình khui nó màu VDUP, nó hơi màu rượu vang, nó hơi màu nho. Còn hàng này mình khui màu đỏ nè. Như cái hàng kia luôn, nó có một cái cờ lê đó. Đây, rồi các bạn thấy nè, hai thằng thì kích cỡ nó bằng nhau hết nha các bạn. Còn cái hàng này là LBA, đây cái model của nó đây, LBA601F RD màu đỏ nè đó. Thì các bạn này, cái này cũng là mặt da nè đó. Rồi này nó cũng cho các bạn tháo để căn chỉnh cái mặt trống luôn, để nó khác nhau ở cái điểm gì đó. Thì nó khác nhau là các bạn coi nè, đối với cái hàng hồi nãy, cái hàng mà LBA601 á, thì nó là cái viền này nó là gỗ. Còn đối với cái hàng này các bạn,
nó làm bằng thép Cuba luôn, nó làm bằng thép luôn. Thì cái hàng này, cái thép của nó là nó chống, khi mà các bạn có pha ví dụ là mà nước hay gì á, nó không có sao, cái chất liệu của nó mình cảm cái này mình thấy nó nặng hơn kia, nên thành ra khi các bạn chơi cái âm sắc của nó cũng sẽ tốt hơn kia đó, chất liệu nó tốt hơn. Ép thì nó là nó thêm chữ ép thì nó cao cấp hơn các bạn, nó mắc hơn khoảng mấy trăm đó đó. Thì để các bạn có thể chơi cho nó ấy hơn, ví dụ như mình gắn lên thường mấy bạn mà chơi ngoài trời, chơi mấy cho mấy cái bữa tiệc đó, thì cái hàng này nó nặng, các bạn mua cái chân các bạn để nó lên để khi mình đánh đó, nó không có bị sụp sịch, mình sợ nó ngã đó, khá là đẹp luôn đó. Đó rồi, ở cái clip sau á mình sẽ lấy cái chân của nó ra, mình để mẫu những cái trống này lên cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Mấy này nó làm bằng thép Cuba hết nhé các bạn, rất là chắc chắn luôn. Này nó sơn khá là đẹp. Rồi thì mình đã cho các bạn coi cái sự khác nhau của hai hàng này nó như thế nào rồi. Rồi bạn nào mà thắc mắc thì các bạn cứ comment nha, thì mình sẽ để cái link mô tả ở dưới, thì trong cái link mô tả nó sẽ các bạn cứ bấm vô, trong đó nó sẽ để thông số đầy đủ cho các bạn luôn. Đó rồi, nó sẽ để những cái mã màu, mình sẽ thêm hình ảnh cái màu vô để cho các bạn xem bạn thích màu nào, các bạn cứ nhắn tin cho mình đó, thì mình có thể là mình sẽ quay video trực tiếp cho các bạn xem luôn đó, các bạn không cần phải lo. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video sau nhé.